vài nét điểm qua bộ phim tâm lý ngôn tình xã hội Tình Nơi Biển Xanh. Có độ dài 15 tập do Thái Lan sản xuất và phát hành trong tháng Giêng năm 2021. Mang thể loại tâm lý xã hội thông qua câu chuyện tình yêu ly kỳ của đôi nam nữ. Nam diễn viên điển trai Hào Hoa Mít Thông Ra Gia đóng vai nam chính Ta Lai. Nữ diễn viên Mỹ Lại xinh tươi Sammy Cowell đóng vai nữ chính Moya. Moya là cô gái hồn nhiên sống trên hòn đảo đã gặp gỡ chàng trai khi bị lạc vào đó. Chàng trai Ta Lai bị mất trí nhớ khi lạc vào hòn đảo đã yêu Moya và xây dựng gia đình. Rồi Ta Lai được người thân đưa về thành phố và khôi phục lại hoàn toàn trí nhớ của mình. Cô gái Moya đau khổ khi gặp lại Ta Lai đã lột xác trở thành con người xa lạ. Liệu tình yêu của hai người có giúp họ đi đến kết cục hạnh phúc hay không? Bộ phim thu hút khán giả với câu chuyện tình yêu mang nhiều cảm xúc khó quên. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem bộ phim đặc sắc này.